Vô thì luôn 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 em ưu tiên chủ nhà là phát giá đầu tiên. Các bạn anh chị em thân mến, hiện tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại Chí Linh, Hải Dương. Bây giờ tiên anh đo đạc nghiệm thu trực tiếp cho gia đình anh Tuấn ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan các bạn nhé. Và theo những cái thỏa thuận và thống nhất ngay từ ban đầu với anh Tuấn và cũng như là với bác trai là mình sẽ đo gấp thước theo đường trung trực của chiều dài và của chiều rộng, tất cả đi qua tâm trống hết anh nhé. Sau đó lấy dài nhân với rộng là ra diện tích của trần gỗ. Em bảo này, em vẫn coi như tất cả những vị trí này là vẫn coi như là có hàng chân full bình thường. Và tí em đo khoảng trắng em trừ đi cho anh. Anh hiểu ý không ạ? Nó là như vậy. Tân cáo bên này cho anh này. Anh đặt cáo thức cùng thợ nhà em luôn nhé. Kể cả bây giờ đo xong rồi, bất cứ lúc nào mà anh Tuấn hoặc là bác trai muốn em đo lại thoải mái vô tư. Tất cả đều theo quy chuẩn như vậy. Em đọc trước lên để anh Tuấn đọc lại cho anh. 91 rồi. Từ. Hôm nay là ngày 13 này. Ở hầm cầu ra đến mép pháo tiếp theo em ơi. Dạ. Thế cho nên là con mới bảo là cái quy chuẩn đo như vậy, đo như vậy mới có giá như vậy, con thống nhất ngay từ đầu như vậy rồi. Tất cả đo ở tầm giữa hết. Bao nhiêu em? 58. 58 này. Ở trong hầm cầu ra đến mép pháo tiếp theo em ơi. Ở bên cạnh những cái tác phẩm về trần gỗ xoan đẹp như vậy thì nhà Khánh Trần Gỗ miền Bắc còn có cả pơ mu này, ở gỗ đỏ, gỗ hương, tất cả các loại gỗ nhập khẩu luôn các bác nhé. 91. Lại 91 à? Mã cuối nào. Ở chỗ này nó sẽ có một cái tâm hoa lá tây nữa anh nhé. Anh hiểu ý không ạ? Rồi. Nó là tận bí trên này. Từ. Ở cây đây khoảng bao nhiêu phân? 8 phân. Đặt đây này. Từ nhé. Lấy một cái nan đặt ngang cho anh Tuấn anh dễ nhìn này. Anh hiểu ý của em không? Ở đây rồi. Sẽ có một cái mặt mâm nữa. Rồi. Đó cho nên là nhang đến tầm giữa cho anh này. Đánh anh Tuấn anh nhìn nhé. Em cứ đọc trước cho anh Tuấn anh check lại là được. 1m35. Bao nhiêu anh? 1m35. Ok. Bởi vì mình đo đến giữa thì tất cả các mã mình nhân ra hết để ra từ đầu này đến đầu kia luôn anh. Anh hiểu ý không ạ? Còn tất cả cái chỗ mà cửa sổ bị hụt thì em sẽ trừ khoảng trắng cho anh. Là ok. Chiều dài em ơi. Chiều dài hàng chân này thì là... Em tính luôn hàng chân nó là 91 đi. Tí đo cả khoảng trắng em trừ đi cho anh dễ. Còn cái chỗ kia là mình sẽ đo hàng chân cụ thể nhé. Em đo hàng chân bên kia luôn cho anh nào. Anh ra anh nhìn tận nơi giúp em này. Bao nhiêu? Từ nhá, để anh ngắm nào. Em bảo nhá, từ cái... vậy thì Tân đo từ cái vị trí này vào đi. Từ vị trí này để anh còn dễ nhìn này. Có là tí nữa từ cái đoạn này hất vào đây, nó là không gian của phòng bếp. Được. Anh hiểu ý không ạ? Còn từ cái đoạn này hất vào bên trong này, nó là không gian của cái phòng khách. Bao nhiêu em? Vũ đọc cho anh. 82. 82 này, vậy là bên kia 91, bên này 82 là 91 cộng 82 này. Ok, trong hầm kéo ra đến mép phòng đầu tiên em ơi. À cái này chẳng khỏi cái đó, nó vẫn là 58, bởi vì là cấp thứ hai là nó bằng thông số. Tiếp theo trong hầm kéo ra đến mép phòng tiếp theo em ơi. Kể cả bây giờ đo xong rồi, bất cứ lúc nào anh Tuấn anh muốn em đo lại thoải mái vô tư. Tất cả đều theo quy chuẩn như vậy. Nghĩa là xuống Chí Linh, Hải Dương có gà, có rượu là ok. Mấy? 1m mấy? 1m58. 1m58. 1m 5 mấy ạ? 1m58. Và mã cuối cùng nó vẫn là 135 anh nhá. Bởi vì là đến giữa tâm trống. Bởi vì trống vuông. Anh Tuấn hiểu không ạ? 135 này. Kiểm tra cho anh bên này có má dài không em? Check xem nó bằng 91 không? Anh nhìn giúp em từ má bên trong kia ra tận đây nhé, chắc phải hơn đấy. Thẳng thước em ơi, thẳng thước để cho anh Tuấn nhìn. Bao nhiêu? 1m14 em bảo nhé, em xô luôn nó bằng cái hàng chân và thậm chí cái chỗ này còn hơn rất nhiều. Bởi vì nó còn má này bửa ra nữa.
thì em xô luôn cho anh nó bằng 91. Anh hiểu ý không ạ? Nó vẫn là 91 nhân 2 luôn. Và bây giờ em đo khoảng trắng các cửa sổ kia em trừ cho anh. Được. Anh hiểu ý không ạ? Tại vì thế này. Tại vì em bửa từ vị trí này xuống tận đây. Nó đã dài hơn cả cái vị trí này rồi. Nhưng em xô luôn là nó bằng cái này luôn cho anh. Được. Đó. Vậy là 91 bây giờ đo các khoảng trắng xong rồi em chỉ lại từng mã một cho anh một lần nữa cái phòng khách này. Từ từ em ơi. Anh nhìn giúp em này, chiều cao. Ở đó sẽ có một cái mép phào em kê lại cho anh để cho anh Tuấn anh nhìn này. À, Vũ cầm anh hai cái phào 4 này. Con chào bác gái nhá. Kê trên để trừ đi chứ. Đặt đó, ở dưới nó sẽ có một cái phào nữa. Rồi. Đó. 34 đúng không? Chiều dài em ơi. Vũ cầm 1 đồng. Ở kia nó sẽ có một cái mép phào 4. Rồi. Cho nên anh em phải đặt ở vị trí đó. 74. 7 mấy? Cái gì 74? 2m74. Ok, 274. Đấy, khó hiểu. Ok, ở cửa sổ em ơi. Bao nhiêu? Chiều cao anh Tuấn nhìn giúp em nhé. Để im đấy cho anh Tuấn nhìn nào. Giải thích cho anh đấy là ở đấy sẽ có một cái phào 4. Rồi rồi. Là chiều cao 20 hả em? Chiều dài? Bao nhiêu? 1m40 này. Cửa sổ bên kia. Ô, hai cửa. 20 này. Bao nhiêu? Giống nhau. À, hai cửa bằng nhau. Nó phải bằng nhau cho anh. Thế mới biết là thợ xây chuẩn. Em chỉ lại từng mã không gian phòng khách cho anh một lần nữa này. Tân đứng chỉ cho anh này. Em vẫn coi như tất cả cái chỗ này là vẫn có hàng chân full bình thường. Và tí em đo khoảng trắng em trừ cho anh này. À, thứ nhất là cái không gian của chiều rộng. Đây là 91. Bên này 91 là 91 nhân 2. Trong hầm kéo ra đến mép phào đầu tiên vị trí này nó là 58. Hầm kéo ra tiếp đến mép phào vị trí này. Đây, nó là 91. Và cái mã cuối cùng đến giữa tâm này nó là 135. Ok nhá. Và chiều dài vẫn coi như đây là vẫn là 91 này. Bên này 91, bên này nó chỉ có 82 thôi. Mình vô đọc cụ thể. Vậy là 91 cộng 82 này. Hầm kéo ra đến mép phào tiếp theo này 58 này. Kéo ra tiếp đến mép phào tiếp theo đây nó là 158 này. Và cái mã cuối cùng đến giữa tâm hoa này nó vẫn bằng nhau, nó là 135. Ok nhá. Và khoảng trắng là mình vừa đo xong là chiều cao đây nó là 34 này. Và từ đầu này sang đầu kia nó là 274. Và hai cửa sổ này chiều rộng bằng nhau luôn, nó là 140 và cái chiều cao nó là 20. À. Ok, em mời anh sang không gian của phòng bếp. Phòng bếp cũng tương tự đo như vậy ạ. Và đo hàng trên bên này cho anh. Hàng chân đấy chắc chưa khỏi phải đo, nó vẫn là 91. Mà tôi cứ đo lại cho anh Tuấn nhìn đi. Bếp này. Chín mốt này. Hầm kéo ra đến mép phào tiếp theo nào. Giữ im để anh Tuấn đọc lại đi. 1m21 này. Mã cuối cùng đến giữa tâm em ơi. Liệu bằng bên ngoài không? Bao nhiêu? Hai chấm bằng nhau đúng không? Bao nhiêu anh Tuấn đây? 1m35 này. Bởi vì mình đang giữa là tất cả các mã nhân 2 hết này. Ok, chiều dài em ơi. Hàng chân bên kia vẫn là 91 này. Hầm cầu ra đến mép phào đi. Hai mét mốt là 20 à? 20 là 20. 20. 20. 20 10.
Ok. Mã cuối cùng nó vẫn là 135 anh Tuấn nhá. Đi giữ tâm mà. Ở cái chỗ này hàng chân đâu cụ thể cho anh đi. Từ đây. Lên lên đây. À, lúc nãy là anh Tuấn anh chị anh nhìn giúp em đó, từ cái vị trí này hất vào trong kia nó là không gian của cái phòng khách rồi. Thì từ đây lên đến đây nó là không gian của phòng bếp. Anh Tuấn đọc lại giúp em. 63. 63 này. Đo các khoảng trắng cho anh đi. 18. Cao 18. Trừ cái phào 4 đi nhá, không anh Tuấn này anh chưa hiểu. Cao 18 à? Dài. Dài 1m73. 173 này. Ok xong, bên này nữa này. Bốn phân à? 5 phân à? Dài. 80. Bao nhiêu? 80. 80. Còn không nhỉ? Hết hết. Ok. Em chỉ lại từng mã không gian phòng bếp cho em một lần nữa này. Thứ nhất là cái chiều rộng này đây 91, kia 91 là 91 nhân 2. Tí mình đo khoảng trắng mình chưa đi sau ở vị trí này. Từ trong hầm cao ra đến mép phào này nó là 121. Và cái mã cuối cùng đến giữa tâm hoa này nó là 135. Ok nhé. Có cái hàng chân vị trí kia là dài này 91, bên này nó không phải 91 nữa. Mình vừa đo cụ thể nó là 63. Và trong hầm kéo ra đến mép phào tiếp theo vị trí này nó là 210. Và cái mã cuối cùng đi giữa tâm hoa này nó là 135. Ok nhé. Và cái khoảng trắng cái vị trí này là chiều cao 18 và chiều dài nó là 173. Và cái chiều cao là 5 phân và chiều dài nó là 80. Ok, em quay chung tính toán ạ. Sợ nhầm là như nào ạ? À, không phải quay cẩn thận mà là cái này thì là chính vì như vậy cho nên là anh Tuấn anh mới biết tới con. Nó là như vậy. À, vâng. Tôi vừa ấy bảo cháu nhà mình bảo là cái này nó là quảng cáo của nó. Dạ vâng. Đấy nó là đây là truyền thông. Dạ vâng, truyền thông. Quay trong thân biến đây tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại Chí Linh Hải Dương, vừa rồi là đo đạc các kiểu và có lẽ giờ đến tối sẽ hoàn thiện nghiệm thu bàn giao cho gia đình nhà anh Tuấn ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan. Và ngay bây giờ là mà tất cả các bác anh chị em sẽ cùng đi sâu vào bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm này sau khi hoàn thiện xong cho gia đình anh Tuấn tại đây các bác nhá. Với không gian phòng khách em Khánh thiết kế cho anh trai đó chính là mẫu trần 3 cấp cho toàn bộ không gian của phòng khách. Chất liệu là gỗ xoan các bác nhá. Ở giữa sẽ là một ô trống anh trai treo đèn chùm hoặc quạt trần rất là ok. Và đi sâu bên trong đó chính là không gian của phòng ăn, phòng bếp, mẫu trần là mẫu trần 2 cấp để nó đơn giản hơn đi một xíu nhưng mà tuy nhiên nó vẫn rất là đẹp các bác nhá. Và có lẽ rằng là ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng gặp gỡ anh chủ nhà là anh Tuấn, là một người liên hệ trực tiếp với em Khánh để làm nên một cái tác phẩm đẹp như thế này. Thì ngay lúc này đây thì em Khánh đang đứng cạnh anh Tuấn là anh chủ nhà để xem anh để xem rằng là anh chia sẻ điều gì về đội thợ trần gỗ miền Bắc của em. Anh em mời anh ạ. Nói chung là đội thợ nhìn đầu máy ạ. Dạ vâng. Trẻ làm nhiệt tình. Dạ vâng. Tiến độ nhanh, tính thẩm mỹ cao. Tính đến bây giờ là coi như là 2-3 ngày anh nhỉ? Cũng phải ngày thứ 2, ngày thứ 3. Cũng là nhanh đúng không anh? Hơn 2 ngày. Và tiến độ anh cảm thấy sao? Tiến độ nhanh quá. Nhanh quá. Ok. Thứ nhất là cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Thứ hai là chúc cả bác trai, bác gái và cả đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe và hy vọng rằng là một dịp nào đó có bất cứ cái gì mà liên quan đến đồ gỗ nữa anh em mình lại tiếp tục bắt tay như vậy. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Ok. Và đó là anh Tuấn anh chủ nhà. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác anh chị em rất nhiều. Trần gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.